Rồi xin chào tất cả anh em ha. Hôm nay là ngày 8 tháng 8 em lên cho mình cái lô máy cắt cỏ. Lô hôm nay chưa bơi anh em. Từ con B1 với tới con B10. Hôm nay thì có 7 con máy cằn ha. 7 con máy cằn với 3 con ba lô và có con B7 là con máy bún thì săn ghi nhất riêng nha. Đó, thì những con hai thì mình chuẩn bị săn phơi nhất hai thì để mình thử hàng. Còn mà những con bún thì á thì mình chuẩn bị săn duy nhất. Mà nhớt ở đây là nhớt bún thì nhớt xe Honda để mình thử hàng nha anh em. Nó giống như chiếc xe Honda vậy đó mà nó dạng như là động cơ nhỏ vậy đó ha. Rồi anh em chốt máy thì liên hệ vào số điện thoại của em 0917 414042. Số này thì bên em có dùng Zalo ha. Anh em gọi trực tiếp hoặc gọi Zalo nha. Thì hình thức mua bán bên em sẽ là bao ship cho anh em tận nhà. Không cần phải đặt cọc và sẽ được kiểm tra hàng trước khi nhận nha. Là hàng tới nơi anh em kiểm tra máy, gọi anh em thử máy luôn. Kiểm tra coi đúng như con máy của mình đặt trên line không. Xong rồi lúc mà shipper điện đó là mình chuẩn bị săn nhớt mình thử hàng. Máy hay thì mình chuẩn bị săn phai nhớt hay thì. Còn 4 thì chuẩn bị săn ghi nhất riêng để mình thử hàng ha. Như nãy đầu live có nói đó. Rồi tới nơi thì anh em chỉ việc là anh em kiểm tra xong anh em trả tiền shipper thôi. Anh em không cần phải đặt cọc trước một cái đồng tiền nào hết nha. Ví dụ như con B1 triệu 2 nè. Đó thì anh em tới nơi kiểm tra thử hàng ok hết thì anh em thanh toán với shipper 1,2 triệu đủ. Không có thêm cái gì nha. Còn anh em mua thêm ví dụ như mua thêm nhớt hoặc là mua thêm bơm nước á. Thì cái đó tính tiền thêm thì mình tính thêm. Còn mà lúc mà anh em chốt hàng với bên em bao nhiêu thì tới nơi mình trả đúng bao nhiêu thôi ha. Rồi địa chỉ cửa hàng của em là ở ấp Hạnh Quế 1, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ, ở gần dốc cầu Cái He. Anh em xem clip thì nhớ cho em một nút like, một nút đăng ký kênh nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Rồi em vô con đầu tiên là con B1 nha. B1 này phải nói nó còn rất là mới luôn nha anh em. Còn hình thức là còn đỏ ao luôn. Anh em nhìn dàn áo nè. Đó, mặt tiền này ha. Con này là con Tanaka dược sao nha. Nồng thì đó là 32 ly. Công suất của nó là 24cc nha anh em. Dòng này thì còn gọi là Tanaka dược sao hoặc là Tanaka mặt phẳng ha. Bình xăng con này thì bên em đã lên cho mình là bình xăng con 2 kim mới One Go nha. Bình xăng lớn thì nó là bình zin. Zin theo máy, chân chống bình xăng còn luôn nha anh em. Đây. Đó, chân chống để bảo vệ bình xăng lớn này ha. Áo thì đó là còn đỏ ken luôn anh em ơi. Ken sao vàng luôn, bô trắng tươi. Số xe ghi là 123134 nha. Tâm thì nó là tâm gời, tâm nhôm nè. Áo liền lạc hết, không bể vỡ nha anh em. Mà đặc biệt còn rất là đỏ ha. Rồi, tay lái đôi, ghe giữ nha. Công tắc con này thì nó nằm trên tay nè. Anh em đẩy hướng mũi tên lên stop là tắt nè. Đẩy ngược là mở. Cái tay con này là dạng tay là tay lớn nha nè. Cái cùm tay lớn ha. Láp trắng cỏ đầu bò đầy đủ nè. Tem mát trên láp cũng còn đầy đủ cho anh em luôn. Đó, còn rất là mới nha anh em. Máy thì bên em đã làm nổ canh chỉnh rất là nhạy cho anh em nha. Rồi, con B1 giá 1,2 triệu ha. B2. B2 con này là con Maru 20, nòng 30 ly, 20cc. Cái dòng Maru thì nó mang về cái khuynh hướng là máy chạy ổn định anh em. Chạy với nó là cực kỳ ổn định luôn. Cho nên là vừa máy ổn định sẽ giúp cho máy mình là chạy thứ nhất nó bền. Thứ hai là chạy rất là tiết kiệm xăng nha anh em. Nó là cái dòng Maru có lợi thế nằm ở chỗ đó. Nòng con này 30 ly, 20cc nha. Con này thì hình thức thì nó còn là khoảng tầm 90% nha anh em. Còn rất là đẹp nha. Dàn áo là còn nguyên si, nguyên zin, không bị nám, không bị cháy luôn nè. Bình xăng lớn là bình zin nó còn cái gon còn tem luôn nữa không? Đó, bình này bình xăng zin luôn đó luôn nha. Bình xăng con cũng là bình zin theo máy là trên cái bình trên bích cò ga có chữ quanh gồ cho mình luôn. Đây. Đó, nguyên bản theo máy cho mình luôn. Bình xăng lớn anh em nhìn nè, rất là đẹp nha anh em. Cái này là mấy cái dấu chạy xước rồi do lúc mà mình hàng về anh em nó chắc tới chắc luôn bị chạy nha. Chứ hình thức con này bình xăng lớn còn đẹp lắm. Anh em nhìn trong nè. Còn rất là mới luôn ha. Rồi, trong lốc thì nó có dập là made in Japan nha anh em, chữ dập nổi cho mình nha. Tâm thì nó là tâm liền, tâm nhựa nè. Đây. Đó, công tắc thì bên em đã làm cho mình công tắc ấn nè, công tắc mới nha anh em, rất là dễ sử dụng nha. Tại vì công tắc zin nó nhiều khi nó hơi ấn hơi nặng á. Là thường thì mấy cái công tắc mà nặng quá bên em sẽ bỏ làm công tắc mới cho anh em cho nó dễ ha. Tay lấy đôi, ghe giữ nha.
lát trắng cỏ rồi bò zin, tem mát còn đủ luôn nha anh em. Con này hình thức còn đẹp nha, trên 90% luôn. Bô mà nó còn nó sơn đen chưa cháy luôn nè. Đó, nó cháy nó sơn đen này còn nó ra màu trắng nữa anh em. Rồi, B2 giá 1,3 triệu nha. B3. B3 là con Tanaka nha nè. Dạng này thì còn gọi là Tanaka chữ A ha, do cái chân chống bọ dùm xăng á nè, nó giống chữ A vậy đó, cho nên là anh em thợ gọi nhau là Tanaka chữ A. Ở đây thì nhiều khi em gọi là Tanaka bugi đứng á nè, cái bugi nó bugi là bugi đứng á, trên chú thắng xuống. Dòng này thì lửa đánh rất là tốt nè, máy thì giật rất là nhiều nổ, chạy với nó cực kỳ phao luôn nha. Nòng thì nó là 32 ly, công suất của nó là 23cc. Bình xăng con này thì bên em đã lên cho anh em là bình xăng con 2 kim mới quanh gồ ha. Bình xăng lớn thì nó là bình zin, bình xăng lớn còn đẹp nha anh em. Nhờ có cái chân chống bao giờ bình xăng cho nên là bình xăng lớn cũng ít bị chạy. Cái phần trước này thì do phần nhiều khi cũng là do mình chắc tới chắc luôn bị chạy nha. Chứ hình thức anh em nhìn trong lốc nè, nhìn trên trong nè, còn rất là mới anh em, rất là sáng ha. Rồi, tâm con này thì nó là tâm liền, tâm nhựa nha anh em. Đó, dẫn áo nè, đỏ ao luôn ha. Rồi, công tắc ắn. Tay lái thì nó là tay lái đôi, gai dữ nha. Con này cái tay nó cũng là lẹn, tay lớn rồi nè. Nè, dạng lớn này ha, nhìn nó rất là chắc chắn luôn nha. Rồi, láp trắng cỏ đầu bò đầy đủ nè. Trắng cỏ zin còn nguyên si, không có bị bể hay mẻ ha. Láp thì tem mát còn đủ cho anh em luôn. Đó, máy thì bên em cũng đã làm canh chỉnh ok, nên rất là dễ nổ cho anh em. Rồi, B3 giá 1,3 triệu ha. B4. Dòng này thì em hay đặt gọi với cái tên là Echo khủng long ăn cỏ anh em. Dòng này nó cắt cỏ rất là khỏe nha. Thường anh em lấy mấy dòng này là để là mua về cắt cỏ, thì cắt cỏ mà mục đích là anh em cắt cỏ cho bò ăn á. Dòng này cắt cỏ rất là khỏe ha, cho nên là anh em hay mua về cắt cỏ cho ăn. Tại vì nhiều khi cắt cỏ cho bò ăn á, mấy cái đám cỏ nhiều khi nó bị nhiều, anh gọi là nhiều anh em, nó hơi dính đùm với nhau á, mấy con máy yếu yếu là nhiều khi nó không chạy không nổi. Con này thì nó lướt luôn, cho nên là anh em hay mua về cắt cỏ cho ăn. Với lại cái thứ hai anh em hay tận dụng là gắn cái đầu bơm nước á, hay gọi bơm đuôi, em hay bán 150.000 cái đó, để anh em gắp vô anh em bơm nước luôn. Đó, cho nên là anh em hay mua những cái dòng này để anh em sử dụng vừa cắt cỏ cho bà ăn mà anh em vừa bơm nước luôn ha. Con này nòng 32 ly nha anh em, 25cc nha, áo sắt cho nên là xài cũng không có sợ bể vỡ nè. Đó, cái này nó chỉ là nhiều khi anh em xài con kia nó gớt lên, ví dụ như hoặc cứng như nó gớt lên nó móp méo là anh em để nguyên anh em xài luôn, chứ nó không sợ bị hư nha. Rồi, bình xăng con thì bên em đã lên cho anh em con này là bình xăng con 2 kim mới nha anh em, 2 kim quanh gồ. Cái này là lúc nào cũng vậy luôn á, đa số luôn 10 trên 10 con luôn nha anh em. Thì khi hên hên thì 10 con được con bình xăng zin, chứ nhiều khi là đa số phải lên bình xăng con mới hết. Tại vì bình xăng con zin nhiều khi chạy không được ngon anh em. 10 con nhiều khi 10 lâu được con ha. Đây, bình xăng lớn thì bình xăng mới á, thì bên em có là chữ quanh gồ cho mình luôn ha. Tum gời, tum nhôm. Đây, 253 nha anh em, 32 ly, 25cc, chạy rất là khỏe, rất là phao. Rồi, công tắc ắn nè. Ta lấy đôi, ghê dữ nha. Láp trắng cỏ đầu bò zin. Đây, con này trắng cỏ zin còn liền lạc cho anh em, không bị bể hay bị mẻ gì hết ha. B4 giá 1,450.000. B5. B5 là con Makita ha, con này là Makita 2006 nha anh em. Nòng thì nó là 34 ly, công suất của nó là 26cc. Cái dạng này thì cái phần thiết kế của nó là nhìn rất là đẹp nha anh em, nhìn rất anh em nhìn thấy độc lạ liền. Cái phần áo bô á nó làm có hình vòng cong, chứ nó không phải thẳng như mấy cái dòng mà anh em hay gặp ha. Đó, cái áo bô nó hình cong, hình cơ ôm cong nè. Với lại nó hơi xa với cái bô á, cho nên nhiều khi anh em cắt anh em lỡ chụp cho cái phần bô cũng không sợ bị nóng nha. Đây hiện tại em chụp nè, cảm giác là không có bị nóng luôn.
nó rất là xa cái bô luôn nha. Bình xăng con thì con này thì nó là bình xăng con hay kim zin theo máy nha. Bình xăng lớn thì nó bình zin luôn nè. À, nó có cái dàn chân chống, cái này gọi cái khung anh em, khung bảo vệ bình xăng lớn nha. Nó giúp bình xăng không bị châm đắt ha, mà nó bằng sắt nữa cho nên rất là chắc chắn. Rồi, tâm liền, tâm nhựa nè. Cái thương hiệu Makita là nó dập nổi nha anh em. Nên em gọi thấy nó cộm nè. Thì dập nổi cho nên là cái chữ này không bao giờ mắc ha. Nó làm nổi thương hiệu lên. Rồi, công tắc ắn nè. Ta lấy đôi, ghê dữ nha. Láp đầu bò đầy đủ ha. Đó. Mấy này nó có mấy cục phun nhúng nè. Ở đây đây có cái cục nhúng nè, ở đây cái nữa. Bây giờ khi anh em cắt á, anh em thấy nhịp vậy nè. Đó, anh em sợ nó gớt chứ không có nha. Đây là mấy cục thun nha. Đó, cục thun để nó chống rung anh em. Khi mà anh em cưa có phần rung thì nó qua cái này nè, nó sẽ đỡ hơn, giúp cho máy mình cầm mình cưa mình cắt cỏ nó sẽ đỡ bị mỏi tay anh em. Gọi là cái mấy cục cao su chống rung ha. Rồi B5 giá 1,8 triệu nha. B6. B6 là con Echo Kiwit nha nè. Con này là Echo 260 ha. Con này nó có cái xả cò tự động nè. Xả cò nằm phía trước rồi nè. Xả cò hay là gọi là xả áp đó. Anh em khỏi cần ấn gì đó. Khi mà anh em giật á là cái xả cò nó nhảy vô. Đó, nó giúp cho anh em giật nhẹ hơn. Nó sẽ kêu cà sạch đó, gọi là xả cò đó. Nhưng mà khi nó chạy rồi thì sẽ nhảy cái xả cò đó ra giúp cho cái máy nó chạy bình thường. Cho nên gọi này gọi là xả cò tự động nha anh em. Xả cò hay là xả áp tự động á. Anh em không cần ấn gì chứ, chỉ cần anh em giật thôi là tự động nó nhảy vô luôn ha. Con này là con Echo 260 nè, nòng 34 ly, 26cc nha. Tình trạng là zin nguyên bản hết luôn nha anh em. Bình xăng con zin nè, bình xăng lớn nó cũng là bình zin cho mình luôn. Đây, cái dàn chân bảo vệ bình xăng lớn nằm phía sau còn cho mình đủ luôn nè ha. Rồi, tên máy nè, SGC260, số xe ghi là 061590 nha anh em. Tem Made in Japan còn đầy đủ luôn, con này tem mát còn đủ hết luôn nè ha. Tâm thì nó là tâm liền, tâm nhôm nha anh em. Nước sơn tâm còn đều gan luôn. Đây. Sơn này nó sơn zin của nó luôn này nha. Tay lái thì nó là tay lái đôi, gai dữ. Dạng tay này cũng là dạng tay lớn nè. Công tắc ấn, công tắc gạt ha, trên tay. Theo hướng gạt cái mũi tên xuống nè là tắt, ngược lên là mở. Láp trắng cỏ đậu bò zin. Đó, trắng cỏ là còn nguyên si cho anh em, không bị nứt mẻ ha. Xả cò tự động. Đó anh em thấy không? Khi mình kéo là xả cò nhảy vô nè. Đó, buông là tự động trả ra. Đó, cho nên là xả cò tự động anh em không cần ấn, mà chỉ cần là giật là tự động nó nhảy vô luôn ha. Rồi B7 giá 1,8 triệu nha. Ủa lộn, B6 anh em, B6 giá 1,8 triệu. B7. Khi mà anh em nghe cái máy hai thì rồi anh em qua bốn thì là nghe anh em nghe nó khác liền. Cái máy bốn thì nếu như xe động cơ, xe động đai đó mà dạng như phiên bản nhỏ hơn một xíu nè. Cho nên là anh em xài nó giống hệt luôn. Nè, bình bự nè là bình chứa xăng trắng ha, giống như anh em lại anh em đổ xăng vô vậy đó. Xăng A92, A95 gì cũng được. Còn bình nhớt đi nè, thì anh em phải nhớ là nhớt bốn thì như xe động đai giùm em nha. Thì xài một thời gian anh em cũng nhớ là mình thay ha, tại vì khi mà chạy thì nó sẽ lọc cái cặn á, thì mình chạy mình nhớ thay nhớt. Rồi con này là con Makita MM2650, máy bốn thì xăng ghi nhất ghi. Tính theo nồng thì nó là 35 ly nè, nó 26cc. Nhưng mà thường bốn thì mình tính ngựa thì nó con này là 1,1 HP nè, hay là 1,1 ngựa ha. Nó bằng công suất với thằng Honda GS25, chỉ khác là khác cái thương hiệu thôi. Còn bình xăng con thì nó bình xăng con zin của nó luôn. Cái này thì giống như mấy thằng hai thì á, đẩy lên là đóng, đẩy xuống là mở. Tâm liền, tâm nhựa. Con này cái chữ Makita nó còn dập nổi luôn nha. Rồi, tay lấy đôi. Con này ga thì nó là xài ga hai chế độ nha anh em. Cái này như cái bóp nè, kéo buông là tự động nó trả về. Còn mình muốn kéo tới đâu nằm tới đó thì mình giữ cái này vô. Ha, à, là kéo tới đâu nằm tới đó nè. Đó, cho nên gọi là ga này ga hai chế độ. Công tắc ấn trên tay. Rất là nhẹ nhàng nha. Láp trắng cỏ đầu bò zin, tem mát trên láp anh em nhìn nè. Còn nguyên si luôn nha anh em. Trắng cỏ là trắng cỏ zin nguyên bản, không có bể vỡ gì chân ha. Không bị mẻ luôn. Đó, anh em nghe bốn thì nó vậy phải không? Qua hai thì anh em nghe nó khác liền. B7 giá 1,9 triệu nha.
B8. Nghe nó khác liền. Rồi B8 này là con Kawasaki TH26 nè. Cái con này chụp giật nó bị mất cái tem, cho nên em lấy cái tem của cái thằng Kiwit nè, dán vô cho nó đẹp nha anh em. Nó vừa với chụp giật luôn ha. Cái này là của thằng Kawasaki nha, TH26. Rồi nòng 34 ly, 26cc. Chụp giật này là chụp giật trợ lực lớn luôn nha. Trợ lực có gì thiều quá anh em, giật siêu nhẹ luôn. Bình xăng con này đó là bình xăng con zin ra ngang quanh gồ nè. Bình xăng lớn nó cũng là bình zin theo máy cho mình luôn nè ha. Rồi tâm thì nó là tâm G, tâm nhôm, tâm 260. Nếu anh em ở nhà nào có cái bộ cần thẳng đó, thì khi mà anh em sử dụng ba lô rồi, anh em không thích sử dụng ba lô nữa, thì mình có thể tháo cái đầu, lấy cái đầu máy này nè, mình gắp cái cần thẳng vô, mình cắt cỏ bình thường. Còn không thì anh em có thể tháo cái đầu máy này, anh em gắp xịt thuốc cũng được luôn. À, nó hay cái chỗ đó, tại vì nó tâm 260 là làm gì cũng được chứ, rất là tiện nha. Rồi bách ga, công tắc, tay lái, đầu bò đầy đủ cho mình hết nha anh em. Đó, bách công tắc, bách ga nằm dưới đó luôn ha, chung dưới đó luôn, nguyên bản của thằng cắt cỏ của ba lô. Rồi B8 giá 1,9 triệu nha anh em. Dòng này thì nó là chạy siêu châu bò luôn, rất là bền nha anh em, cực kỳ bền. B9. B9 là con Hitachi nòng 37 ly, con này 33cc, máy bình xăng trên. Cái này anh em nào xác định là cỏ to cỏ bự thì anh em lấy con B9 này cũng được nè. Đó, công suất nó khỏe anh em, nó bằng với thằng Kawasaki TD33 với lại Mitsubishi T180, T170 rồi đó. Nó bằng công suất luôn nha anh em, mà là dạng máy bình xăng trên nữa, xăng ở trên đổ xuống rất là khỏe nha. Thì đối với những con bình xăng trên này anh em nhớ lưu ý nè, khi mình sử dụng thì mình mở bình xăng, còn mình không sử dụng, không xài nữa mình khóa bình xăng là giùm em. Đó, anh em nào cắt cỏ mà có lùm, có sậy hoặc là cỏ mà gọi là cỏ nhưng mà nhiều khi nó có cây luôn anh em, có mấy cái cây cỡ như ngón cái nè, hoặc là ngón cái ngón trỏ chụp lại nè, mấy lớn như nè, đó là anh em cắt được luôn nha. Lấy cái cây, lấy cái máy anh em xài cắt được luôn, lâu lâu có một hai cây nó vậy đó, anh em lụm cho em luôn nha, cắt là bao khỏe cho anh em luôn, anh em lướt ngang cho em luôn. Rồi tâm thì nó là tâm gời, tâm nhôm, nước sơn zin. Đây bắt ga, tay lái, đầu bò đầy đủ ha. Con này hiện tại cái công tắc nó đang nằm ở chỗ cái tâm nè, thì cái này anh em chốt em sẽ cho thợ nó làm cái công tắc về xuống dưới cái chỗ bách ga đó, để khi mà anh em tắt máy nó sẽ tiện hơn, khỏi cần quay tới quay lui tìm công tắc. Đó, túng ga phải nằm dưới đó, nhưng mà cái này là dạng như là nguyên zin nằm đây, thì bên em sẽ làm thêm dây điện cho già xuống dưới đó cho anh em nha, cho anh em tiện. Rồi B9 giá 1,8 triệu nè. Mấy con bình xăng trên này tụi em gắn thêm cho mình cục lượt xăng luôn nè nha, để nó qua lượt này mới vô bình xăng con cho nó không có bị bụi ha. B9 giá 1,8 triệu. B10. B10 là con Shindewa S35 nha anh em, nòng 36 ly ha, 35cc nha. Dòng này thì thấy nó quá khỏe luôn rồi. Shindewa mà 36 ly nữa thì chạy rất là ok, vừa khỏe mà lại vừa bền nha. Con này cái nòng là nó có dập chữ Shindewa cho mình luôn nè. Đó, chữ dập nổi nha anh em. Đây, chữ dập nổi chữ Shindewa. Thì giống như cái con nãy con Hitachi, thì khi mà anh em sử dụng, anh em xài thì mình mở quanh xăng nè. Còn không sử dụng, không xài nữa thì mình khóa quanh xăng là giùm em. Nhớ lưu ý chỗ này thôi. Lọc xăng thì tụi em gắp đầy đủ của mình này nè ha. Nắp e-zin nè, còn chữ Shindewa luôn. Tâm thì nó là tâm gời, tâm nhôm nha anh em. Đây, nước sơn tâm đầy đủ luôn nè ha. Đó. Rồi, bắt ga, công tắc, tay lái, đầu bò đầy đủ cho anh em hết luôn nha. Shindewa S35 ha. Rồi, B10 giá 2,4 triệu nha anh em, nòng 36 ly, 35cc. Anh em mà hay đi đường đồi á, hoặc là anh em cắt cỏ cứng của bụi nhiều đó, thì lấy mấy con này nó sẽ hợp lý ha.
B10 giá 2,4 triệu. Rồi anh em chốt máy thì liên hệ vào số điện thoại của em hoặc là qua Zalo nha. Chào tất cả anh em.